giữa mình là người không có đâu chỉ tiếc những lúc mà hơi đến xem một cuộc tình vẫn vẫn có rồi dễ dàng như nó xa mà gió đêm mây từ đâu đến đây khiến con tim còn đau đến vậy khi một người đã đến xem đây những dòng người dạ nhà phụ huynh của em Lê Thị Thị Trang dạ dạ mình ở Đắp Giò em có nguyện vọng thì mình cũng rất là hân hạnh và để cho em đi để mà mình tiến bước những con đường em ước mơ sắp tới. Bạn Võ Thị Ngọc Trang đến nha. Dạ. Dạ hôm nay là gia đình mình lên từ lúc nào vậy cô? Ở nhà là 9 giờ mình lên xe đi. Dạ. Thì tới con đường này tới chung là nãy là 12 giờ rồi. Dạ. Thì ngồi ạ. Rồi. Hôm nay là bạn xuất cảnh á, thì không biết là gia đình mình như là cô á, mình có cảm giác như thế nào con ha? Ở mình đứng ở giữa rồi. Gái xuất cảnh cũng thấy rất mừng nhưng cũng rất là lo qua bà chủ kiến bạn ấy sống cách xa mà giờ thì mới sống chung với ở một đoạn tháng thì có cái bạn đi chung. Dạ. Công ty thì nghe nói là bạn chung với 12 bạn. Dạ. 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 Bạn đi ngành gì cô? Đi lên ngành điện tử. Dạ. Rồi chúc cho em thật nhiều sức khỏe. Gia đình mình cứ yên tâm cho bạn đi Nhật làm việc nha cô. Dạ. Cảm ơn cô nhiều nha.